Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ ngành địa phương. Chủ động liên kết hợp tác xã với các hộ dân bao tiêu sản phẩm chè, góp phần tạo thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống nạn mua bán người, nhất là buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 15 tháng 12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở triển khai quán triệt nội dung kết luận số 80 của Ban Bí thư và quyết định số 1521 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã thảo luận những nhiệm vụ giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, về thực hiện đầy đủ thể chế chính sách về phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành, đồng thời hoàn thiện về thể chế chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Về đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Về đổi mới đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. Hội nghị cũng đã tham luận thảo luận về các mô hình hiệu quả về công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương và nhân rộng các mô hình trong thời gian tới. Sáng 15 tháng 12, Hội đồng Nhân dân huyện Tân Uyên khóa 20 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Năm 2020, huyện Tân Uyên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức. Dịch COVID-19 bùng phát, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá gió lốc liên tiếp xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Đã đạt được 10 trên 11 chỉ tiêu chủ yếu trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch như chỉ tiêu về nông nghiệp, nông thôn mới, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chỉ tiêu giảm nghèo. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện trồng mới được 512 ha cây quế, duy trì tốt công tác khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ rừng, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, cây trồng, vật nuôi. Do đó, tổng diện tích lương thực của toàn huyện đạt trên 6.700 ha, đạt 100,3% kế hoạch, sản lượng đạt trên 31.800 tấn. Trồng mới được trên 100 ha chè, 366 ha cây mắc ca, 6,1 ha cây dược liệu và trên 100 ha cây ăn quả. Đặc biệt là huyện đã tiến hành trồng thí điểm, trồng 0,6 ha nông nghiệp công nghệ cao như là dưa lưới, dưa kim, cà chua bi. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 132 ha. Toàn huyện có 209 lồng nuôi cá trên hồ thủy điện. Công tác văn hóa xã hội được quan tâm chỉ đạo, lĩnh vực giáo dục đào tạo được duy trì và nâng cao chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cấp độ 3, đã công nhận 10 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì và nâng cao, đã có 10 trên 10 xã thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được giữ vững. Trên cơ sở những kết quả đạt được, kỳ họp cũng đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021 như là thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng, sản lượng lương thực có hạt là 30.100 tấn, trồng mới 80 ha chè, thu ngân sách trên địa bàn là 45 tỷ đồng, xuất khẩu hàng địa phương là 3,49 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,63%, giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động của địa phương.
Sáng 15 tháng 12, Ban Công tác Người Cao Tuổi tỉnh và Ban Chấp hành Hội Người Cao Tuổi tỉnh khóa 2 phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết Ban Công tác Hội Người Cao Tuổi tỉnh và Công tác Hội Người Cao Tuổi năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và Hội Người Cao Tuổi các huyện, thành phố trong tỉnh. Năm 2020, Hội Người Cao Tuổi tỉnh tập trung hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đã kết nạp mới trên 1.700 hội viên, nâng tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh lên hơn 32.000 người. Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện chế độ bảo trợ xã hội cho trên 11.000 người cao tuổi, trên 2.700 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.200 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, gần 970 người cao tuổi là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, hơn 820 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Đặc biệt trong năm qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp đã thực hiện hỗ trợ cho hàng nghìn người cao tuổi là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và gia đình người cao tuổi là người có công thuộc diện nghèo với tổng kinh phí trên 7,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ văn hóa thể thao cho người cao tuổi được thành lập rộng rãi và hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi. Tuy số câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở tỉnh mới thành lập chưa nhiều, nhưng đã hoạt động tích cực, tạo được niềm tin yêu của người cao tuổi, thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Trên cơ sở sự phối hợp của các sở ban ngành, năm 2021, các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh quyết tâm thực hiện tốt các mặt hoạt động, đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và tháng hành động vì người cao tuổi, phấn đấu thành lập một số câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương, đẩy mạnh phong trào văn hóa thể thao đối với hội viên người cao tuổi. Chiều 14 tháng 12, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiện nay toàn tỉnh có 8 trên 8 hội cựu thanh niên xung phong cấp huyện, thành phố với 50 tổ chức hội ở cơ sở, hơn 700 thành viên. Trong năm, hội tích cực tuyên truyền tới các hội viên thực hiện tốt nghị quyết đại hội lần thứ tư gắn với giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai sâu rộng các phong trào, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vì nghĩa tình đồng đội, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, các hội viên đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới tư duy, xây dựng nhiều mô hình kinh tế nâng cao thu nhập. Hiện nay, toàn tỉnh có 26 hội viên làm kinh tế giỏi với mức thu nhập bình quân từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi năm. Năm 2021, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, củng cố tổ chức cơ sở hội, đẩy mạnh phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế, hoàn thiện các bước tiếp theo để biên soạn cuốn lịch sử Thanh niên Xung phong Lai Châu giai đoạn 1950-2020. Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã tặng giấy khen cho 23 cá nhân, 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2020. Chiều ngày 14 tháng 12, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 10 năm 2019. Lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 10 năm 2019 có 47 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị tỉnh. Sau hơn 1 năm học tập và rèn luyện, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Với ý thức trách nhiệm cao, các học viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Kết thúc khóa học, 16 học viên đạt loại giỏi, 31 học viên đạt loại khá, không có học viên xếp loại trung bình và yếu kém. Chỉ đạo thực hiện công tác nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2020, tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1378 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các sở ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch.
ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19, triển khai kịp thời nghị định số 41 về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuế đất. Đồng thời, chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn được Đảng ủy xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ đặc biệt chú trọng. Để làm tốt điều này, cấp ủy đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng đảng. Qua đó đã tăng cường sức chiến đấu trong toàn đảng bộ, lãnh chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Tới thời điểm hiện tại, toàn đảng bộ xã Phìn Hồ có 106 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, trong đó có 7 chi bộ nông thôn. Từ đầu nhiệm kỳ trước cho tới nay, đảng bộ đã kết nạp được thêm 6 đảng viên mới, đảm bảo đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thời gian qua, xã luôn chú trọng công tác xây dựng phát triển đảng. Hàng năm cấp ủy đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, khảo sát nguồn. Cấp ủy đã chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều chương trình hành động. Qua thực tiễn công việc, phát hiện ra các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp. Đối với các chi bộ nông thôn, ưu tiên những điển hình trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những điển hình làm kinh tế giỏi và gương sáng trong cộng đồng. Đối với đảng bộ xã Phìn Hồ thì về cái thuận lợi thì hiện nay cũng có nhiều cháu đi học có cái trình độ văn hóa, nhưng mà cũng có thể xem xét và kết nạp được vào đảng. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã trong công tác phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã đã thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng hội viên, đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đều giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho từng chi bộ và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại tổ chức đảng vào cuối năm. Trong thời gian qua, chi bộ rất là chú trọng về cái chỗ công tác phát triển đảng viên. Chi bộ thường lồng ghép với cán bộ sinh hoạt chi bộ để phân công cho đồng chí chi đoàn bạn để sàng lọc những đồng chí mà nó tư tưởng vững vàng để chi bộ lấy danh sách lên đảng ủy đi học sinh học lớp cả thành đạm. Từ đó chi bộ đã phân công cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ phụ trách các đồng chí mà đã được đi học lớp cả thành đạm về, xong là chi bộ cũng có cái giải pháp là giúp là hồ sơ xong là chỉ lên đảng ủy để kết nạp đảng viên trong chi bộ. Thực tiễn cho thấy rằng chú trọng công tác phát triển đảng viên đã mang tới nguồn sinh khí mới trong toàn đảng bộ. Các đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thưa quý vị, lâu nay xã Phúc Hòa, huyện Tân Uyên được biết đến là một trong những vùng chè đặc sản của tỉnh. Nhận thức được giá trị cây chè mang lại, hợp tác xã Phúc Hòa được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2014, bước đầu đã xây dựng được thương hiệu. Để có được vùng chè nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất, hợp tác xã đã chủ động liên kết với các hộ dân để bao tiêu sản phẩm chè búp tươi và sơ chế chè khô, góp phần tạo thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương. Những ngày cuối vụ sản xuất chè năm 2020, tại hợp tác xã Phúc Hoa, nhộn nhịp tấp nập cảnh bà con nông dân chở chè búp tươi đến bán cho hợp tác xã. Hợp tác xã Phúc Hoa được thành lập từ năm 2014, gồm 7 thành viên. Với mục tiêu sản xuất và chế biến chè chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp tác xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản chè búp tươi theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn cho các hộ dân. Ngoài ra, hợp tác xã còn đầu tư phân bón theo hình thức trả chậm cho bà con. Đến nay, hợp tác xã đã ký hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho 190 hộ với diện tích khoảng 230 ha, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ dân trồng chè. Nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình tôi thì bước đầu thì cũng chỉ có 2 ha thôi. Thế đến qua quá trình là chúng tôi trồng chè là cũng thấy cây chè nó phát triển tốt. Rồi thì cái năng suất cũng như thu nhập rồi nhà máy cũng bao tiêu. Thì tiến tới đến năm 2020 là hiện tại gia đình nhà tôi là có tới trên 4 ha. Thì nói chung là về cái sản phẩm thì là chúng tôi chăm sóc theo quy trình của nhà máy. Nói chung là cây chè làm ra thì được búp tươi được bao nhiêu mang về nhà máy thu mua hết. Khi mới đi vào hoạt động, hợp tác xã dùng máy chế biến chè mini chỉ tiêu thụ khoảng 4 tấn chè búp tươi mỗi ngày. Do diện tích cây chè được mở rộng và theo nhu cầu thị trường, đến nay hợp tác xã đã xây dựng nhà xưởng sản xuất có diện tích 7.000 m² với trang thiết bị máy móc hiện đại, công suất 50 tấn chè búp tươi mỗi ngày, tạo việc làm cho 40 lao động thường xuyên.
Cùng với đó, hợp tác xã cũng tham mưu cho chính quyền địa phương quy hoạch vùng nguyên liệu trà chất lượng cao tập trung, diện tích 350 ha, đồng thời nâng cấp nhà xưởng, thiết bị máy móc nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, liên tục cải tiến quy trình sản xuất và chế biến để đa dạng các sản phẩm phục vụ khách hàng. Nhờ đó, doanh thu năm 2019 của hợp tác xã đạt 35 tỷ đồng. Năm 2020, lợi nhuận ước đạt hơn 1 tỷ đồng. Dù một cái đại dịch Covid nó ảnh hưởng đến quá trình sản xuất rồi xuất khẩu, thế nhưng mà hợp tác xã cùng với nhà đầu tư là rất cố gắng là mua hết cho bà con, và hết lứa chè là sau 5 đến 10 ngày là thanh toán tiền cho bà con, thì bà con rất phấn khởi. Với việc năng động trong sản xuất, chủ động liên kết tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã Phúc Khoa đã từng bước khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Là hợp tác xã điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Lèng đã phát huy vai trò phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và lực lượng công an xã để mạnh tuyên truyền phòng chống nạn mua bán người, nhất là buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới tới đông đảo chị em hội viên. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào phân tích, vạch trần những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu để chị em biết nêu cao cảnh giác, không bị dụ dỗ lừa gạt. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã đẩy mạnh phong trào chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Cũng như nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ khác ở trong bản Thèm Pả, được các cấp hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động, nên chị Sùng Thị Mỉ đã nắm rõ được thủ đoạn lừa gạt của đối tượng xấu. Chị hiểu rằng chỉ có chăm chỉ lao động sản xuất, làm ăn thì mới thay đổi được cuộc sống. Vì vậy, những năm qua, hai vợ chồng chị đã chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng hương ước quy ước của bản, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ở bản này trước đây cũng đã có một số chị em bỏ đi làm ăn mà không rõ nguyên nhân. Bây giờ được chính quyền và hội phụ nữ tuyên truyền, mình đã biết được cách mà kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt chị em. Mình sẽ cùng chị em nêu cao tinh thần cảnh giác, không bị buôn bán người lừa gạt, tập trung làm ăn phát triển kinh tế thôi. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Lèng, huyện Tam Đường hiện có 740 hội viên. Thời gian gần đây, những buổi phối hợp tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tà Lèng thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong các buổi họp bản, sinh hoạt của các chi hội. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền vận động chị em chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không di dịch cư tự do. Đặc biệt là trong những buổi tuyên truyền này, các cán bộ hội cũng đã thông tin về tình hình buôn bán phụ nữ trẻ em trong toàn tỉnh, đồng thời phân tích chỉ rõ những phương thức thủ đoạn mà các đối tượng thường dùng để dụ dỗ lừa gạt những chị em nhẹ dạ cả tin, để rồi bị lừa gạt bán sang bên kia biên giới. Chúng tôi cũng phối hợp với công an xã để đi tuyên truyền, vận động cho các chị em hiểu biết được là tuyên truyền về luật biên giới, và cũng tuyên truyền cho chị em là mình không tin, không theo kẻ xấu để đi vượt biên giới như thế, để là nó là việc không tốt đối với hộ gia đình. Đấy. Về còn một số chị em năm trước thì là cũng được tuyên truyền nhưng mà chưa hiểu biết được về cái vấn đề ấy thì vẫn đi vượt biên sang các nước bạn để vừa là làm ăn, vừa là phát triển kinh tế ở bên đấy và vừa là đi lấy chồng. Nhà riêng năm nay thì cũng không có chị em phụ nữ nào là nhà ra khỏi địa phương không có lý do. Cùng với công tác tuyên truyền vận động, hội còn đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo điều kiện đứng ra nhận ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội cho chị em hội viên vay vốn với ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, số hội viên nghèo giảm nhanh qua từng năm, đời sống vật chất và tinh thần của chị em từng bước được nâng lên.